Chào các bạn, mình nè, các bạn khỏe không? Xin chào. Các bạn có thấy trước mặt mình một số cái kem sữa rửa mặt. Tại vì đây là sữa rửa mặt là mình phải review một thời gian thì mới có được cái clip này. Tại vì thứ nhất là mình không rửa thì có biết gì đâu mà nói. Thứ hai nữa là da mặt của mình á thì mỗi một loại sản phẩm đây á nó sẽ có cái phù hợp cái không. Và mình trải nghiệm đây là da mặt của mình thì mình sẽ nói các bạn là mình là da hỗn hợp, có nghĩa là vừa khô vừa dầu. Thì cái đó nó rất là khổ các bạn, thà là chung một thứ đi thì nó dễ tìm cái sản phẩm hơn. Thì có vùng da mặt nó bị dầu, vùng da nó lại khô, cho nên khổ cái là nó sẽ cần cái sự sữa rửa mặt của nhiều cái hãng và những cái tính năng công dụng của từng loại da khác nhau. Cho nên mình review sữa nhọt khô cũng được, mà review sữa rửa mặt của da dầu cũng được. Thì tại vì trước hết á, thì mình sẽ nói tới những cái nhãn hiệu mà các bạn rất là quen thuộc, giống như là Perfect Senka nè. Đây là Senka, này là Senka sữa rửa mặt đứt sát trắng nha các bạn, quay clay nè. Thì cái loại đứt sát trắng này thì nó có ưu điểm gì? Thứ nhất á, là không phải là mình thấy á, cái màu xanh dương á, gọi là tơ tằm á, thì nó rất dưỡng ẩm rất là tốt. Khi rửa mặt xong thì mặt nó rất là mát là mịn. Thứ hai nữa là cái dạng Senka và màu xanh lá cây á, mà gọi có hình bông cúc á, để mà rửa mặt để chi mụn thì rất là tốt các bạn. Cái bạn nào đang bị mụn á thì có thể dùng sữa rửa mặt đó. À, cho mình một spray nhé. Không like không share không sao. Còn cái sữa rửa mặt mà đứt sét trắng này thì nó có những cái công dụng như thế này. Ôi dồi, nó dằn ra luôn. Thì chất kem của nó thì nó đặc hơn, nó lỏng hơn, nó lỏng hơn cái sữa rửa mặt màu xanh lá cây mà chị mụn các bạn. Chất kem của nó tuy là mang là đứt sét trắng, mang tiếng là vậy, nhưng thật sự là nó rất là lỏng, nó lỏng hơn nhiều. Và nó không có công dụng mấy trong cái việc ngừa mụn. Đó, chiếc kem của nó thì rất là rỗng, rất là lỏng hơn. Nó là đứt sét, nhưng mà đứt sét này thì nó lại mịn và lỏng hơn. Thì khi rửa mặt á, mình thấy đó, da mặt của mình á, nó không đổ dầu. Thứ hai á, nó cũng không giữ ẩm, nó lại thích hợp cho da dầu hơn. Thế nên bạn nào da dầu thì cứ dùng sữa rửa mặt này. Cái sữa rửa mặt này nó chỉ mụn không tốt các bạn, mà nó chỉ giúp cho hạn chế tiết dầu nhờn đó mà thôi. Cho nên á, bạn nào mà da dầu mà không muốn cho mình bóng dầu thì có thể dùng loại này. Loại này khá rẻ trên thị trường, hiện tại có 75 ngàn một chai mà thôi. Thì là sữa rửa mặt đứt sét trắng, nó chỉ ngăn ngừa, công dụng duy nhất của nó khi mình sử dụng đó chính là ngăn ngừa không đổ dầu. Còn lại nó chỉ mụn rất là ít, chỉ mụn rất là lâu, mình cũng nổi một cục mụn, trong khi cái kia mình rửa mặt khoảng 1 tuần rưỡi 2 tuần là mụn nó sẹp rồi các bạn. Nhưng cái này á, mình có cục mụn của mình rửa 3 tuần nó cũng chưa sẹp luôn, mà nó chỉ ngăn người đổ dầu thôi. Cho mình nghĩ cái này đa số là dùng để ngăn dầu. Để cho mình dừng lại một chút để mình đi rửa tay nha. Cái review sữa rửa mặt á, nó cực ở chỗ là các bạn phải đi rửa tay thì nó sẽ đi ra làm sao. Thì cái này chỉ là ngăn ngừa đổ dầu thôi, nhưng mà cũng cảm rất là thoải mái, tại vì cái mùi hương của nó rất là nhẹ các bạn. Cho nên khi các bạn rửa thì mùi hương rất là nhẹ mà nó cũng rất là sạch nhờn nữa. Thứ hai thì mình sẽ review tới Sukin. Các bạn biết Sukin rồi, đây là một nhãn hiệu của Úc. Thì có nơi shop đây là của Ai Cập, có nơi shop đây là của Úc, mà thật sự là nó là của Úc nha các bạn. Chứ nó là đây, nó là mắc in cái chữ nó nhỏ, các bạn thấy không? Đó, cái chữ Úc nè, đó, xuất xứ Úc nha các bạn. Cái này á, mình mua chính trên Shopmall của Shopmall luôn nha. Cái Shopmall này nè chuyên về cung cấp tất cả các sản phẩm về Sukin. Thì đây là sữa rửa mặt sạch sâu, còn cái này là tẩy tế bào chết các bạn. À, thì mình nói cho các bạn biết cái tẩy tế bào chết này á, nó mùi của Sukin nó rất là nồng. Không biết các bạn xài các sản phẩm khác sao chứ mình xài Sukin mình rất là dị ứng với cái mùi của nó. Cái mùi nó rất là kỳ, mình cảm thấy mùi nó cứ cục bộ sao á, nó nồng nồng mà nó làm sao. Cho nên mình thật sự là không thích cái mùi của Sukin này. Thứ hai á là cái kem của nó rất là lỏng. Nếu bạn nào sữa rửa mặt của Sukin á, khi lấy kem ra phải cẩn thận, tại vì các bạn bóp mạnh quá thì các bạn không cần bóp mà nó đã chảy ra thế này rồi nè. Đó, cái kem của nó khá là lỏng, nó lỏng như nước vậy đó. Đó đó, nó chảy như nước vậy đó. Cho nên các bạn lấy ra thì muốn tiết kiệm thì mình phải lấy cẩn thận ra, chứ không á thì nó sẽ chảy chảy quá trời chảy ra luôn á, thì xài của nó sẽ rất là mau hết. Các bạn biết rồi, là sữa rửa mặt mình không cần lấy nhiều, mình chỉ cần lấy một lượng thích hợp với khuôn mặt của mình mà thôi. Đó chính là cỡ này nè các bạn. Đó, sau đó các bạn sẽ đánh lên để tạo bọt. Đó,
Thì cái chất kem của Suikin này á, nó tạo bọt rất là nhanh chóng, nó cũng là dạng tạo bọt các bạn. Nó chất của nó khá là lỏng, lấy ra thì phải cẩn thận. Thứ hai là cái mùi của nó rất là nồng, đối với mình là mình không thích cái mùi của nó. Còn các bạn nào thích mùi của Suikin thì comment cho mình biết ha. Chứ thật ra mùi của Suikin khi mình rửa mặt á, mình thật sự là không có vừa ý tí nào. Cái mùi nó quá nồng các bạn, nó nồng giống như là mùi, nó như là một cái dạng sinh chất mà chống hôi nách vậy đó. Đó. Cho nên mình cũng không thích nó. Còn cái em Suikin tẩy tế bào chết này nè, lại rửa Suikin thì nói thật á thì nó không có cái gì gọi là vượt trội. Ví dụ rửa cái này á thì nó sẽ ngăn bóng dầu rất là tốt. Còn rửa mặt thì Suikin nó không có gì vượt trội, nó chỉ giống như là dạng sạch sạch thôi, chứ nó cũng không có cái gì mà thoải mái khi rửa mặt xong thì không có phê, cũng không có gì, cũng không có gì. Tất nhiên bạn rửa qua nước thì làm sao mặt bạn nó còn bã nhờn được, nên nó không phê và nó cũng không áp phê, nó không gì hết, da mặt rất là bình thường. Còn cái này á, rửa cái này nó lại tẩy tế bào chết, thì cái tẩy tế bào chết này nó có những cái hạt lợn cợn ly cát vậy các bạn, nên khá là đau, mình không thích lắm tại vì nó khá là đau tay nha các bạn. Khi mình chạm tay cũng khá là đau rồi, chứ đứng nói là gương da mặt của mình thì nó mỏng hơn tay, thì cái loại này mình xài cũng gần hết rồi. Cái này thì nó khuyến mãi theo các bạn, chứ mình không có mua. Mua cái chai này nó được khuyến mãi theo cái chai này nè, hai chai này mình mua đó là 60. Trời ơi, sao bóc hết ra rồi ta. Thì cái loại này nó sẽ có những cái hột cát li ti ở trong đây đó, các bạn thấy không, những cái hột cát chút 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 này nè đó, các bạn có thấy trên tay đó, những cái hột nhỏ xíu nhỏ xíu nè, các bạn chà vô mặt thì nó công dụng của nó chính là tẩy tế bào chết thôi, chứ nó cũng không có gì hết. Thì các bạn dùng này để mà tẩy trang á thì mình thấy cũng nó cũng khá là hợp, nó là tẩy trang nhưng mà nó tẩy trang không có sạch mascara đâu các bạn. Nếu bạn nào đánh mascara thì tẩy trang không sạch đâu nha, thì các bạn nên xài nước tẩy, tại vì cái mascara nó ở mắt, các bạn đánh mắt, các bạn chà cái con này vô á, chà cái mấy cái hột cát này vô mắt nó rát lắm á nha, mà lỡ mà trong lúc chà mà nó rớt vô trong trong con mắt luôn á thì y như là bị bụi rớt vô á. Cho nên cái dạng tẩy tế bào này các bạn không thể tẩy mascara nha, bạn tẩy mascara là các bạn phải dùng cái các bạn phải dùng cái gì ta, là cái nước tẩy trang á, thì các bạn dùng bông, các dạng bông gòn mà tẩy trang á, các miếng bông gòn tẩy trang á thì các bạn dùng mascara rất là ok. Còn nếu các bạn mà dùng cái dạng mà tẩy tế bào chết này mà tẩy mascara hả, là nó đau mắt, mà thứ hai là lỡ mà nó rớt vào trong mắt hả, nó y như là cát vậy đó, mà lúc đó mình đang tắm nữa làm gì đâu mà mình móc ra, rất là khó chịu. Cho nên khi xài cái loại tẩy tế bào chết này các bạn cũng cẩn thận, tại vì nó có những hạt li ti, nó rất là đẹp, kem làm sạch tế bào chết này nó rất là đau, nó rất là rát, các bạn chà mạnh lên mặt thì nó khá là rát nha. Cho nên các bạn nên lấy một, và nhiều người bạn nói rằng khi làm như vậy á thì nó có sẽ tổn thương làn da, tại vì nếu những bạn nào mà có lỗ chân lông to đó, da mặt mà lỗ chân lông to thì cái hạt này nè nó có thể kẹt ở trong đó, nó sẽ ra nổi mụn kích ứng nha. Cho nên cái này mà khi các bạn sử dụng mà tẩy tế bào chết này các bạn phải cẩn thận. Mình cũng không thích lắm, mình sẽ không xài Sukin nữa. Quay lay này mình cũng sẽ không mua lại, tại vì mình cảm thấy với số tiền mà mua qua đây mình có thể mua những cái loại rất là tốt hơn nữa. Còn nếu các bạn, đây là ba sản phẩm mình sẽ không mua lại, và sản phẩm thứ tư mình không mua lại nữa đó là của Su Sky. Cái này nó là của Hàn Quốc mà sản xuất tại Việt Nam, thì các bạn biết tại sao nó rất là tệ chỗ này. Có nghĩa là nó thiết kế cái đầu đó thế này nè, và mở rất là khó nha, và trước khi các bạn phải lắc sau đó các bạn mới xịt ra tay, ồ rất là khó các bạn, nó vẫn còn á. Và thứ hai nữa là khi các bạn bấm xuống này thì cái nắp nó thụt xuống luôn, nó không có lên, cho nên lần sau mà các bạn muốn muốn nó lên thì nó rất là khó, các bạn phải nắm cái đầu nó kéo lên nè đó, nó làm ồ men kéo ra luôn, trời đúng là đồ dỗm. Thì các bạn mở ra thế này nè, bấm nó có chảy nước ra nha các bạn, đó nó có chảy nước nha. Trời ơi mình đó, các bạn thấy nước của nó chưa, nó đen thui rồi, tại vì cái này than hoạt tính nè, nó sẽ chảy ra cái nước đen thui mà nó rất là khó đó, đây là nó rất là khó, thì mình không bao giờ mua loại này nữa, tại cái vòi nó thiết kế quá dở luôn á. Đây là của Hàn Quốc mà sản xuất Việt Nam, coi như là của hàng gì cũng không phải là của hàng Việt Nam chính thống, mà hàng Lai các bạn, nó gọi là hàng Lai. Nó chảy nước ra thế này nè, nhưng mà nó lại cái vòi nó hư luôn à. Đó các bạn thấy không, hàng này rất là tệ, mình mua có mấy chục ngàn cho nên tiền nào của đó các bạn. Mà mình cũng không hiểu sao cái công ty nó có thể thiết kế ra cái vòi thế này được, cái vòi gì mà nó bấm xuống nó thụt luôn à, muốn lên thì phải kéo lên, rất là phiền, rất là phiền trong cái việc mà mình rửa mặt.
À, rồi còn có thêm cái nắp này nó rớt tới rớt lui nữa, nên loại này nó rửa nên là than hoạt tính. Các bạn sẽ thấy nó nhờn nhờn đen đen thì nó nói là than hoạt tính nha. À, loại than hoạt tính này nó sẽ tẩy sâu các cặn bẩn ở lớp da mặt trung bì của mình, nó sẽ tẩy lên. Nhưng mà mình cũng không không thích hợp nữa, không thích, tại vì loại than hoạt tính này nó khi mình rửa mặt nó bị dị ứng, nó bị bụng, cho nên mình sẽ không xài. Mà cái dòi của nó hả, mình nó thì cho 0 điểm luôn á, không có điểm nào luôn. Tại vì các bạn thấy không, mình bấm nó tuột xuống rồi lát hồi kéo lên nó văng cái nắp ra luôn, nó thao tác rất là bực bội, rất là khó chịu, cho nên cái này mình sẽ không bao giờ xài lại nữa. Đó, Chu Sky. À, rồi tiếp theo nữa là cái này là của Cetaphil, loại hãng này là của nước ngoài. Thì cái Cetaphil này á, nó dành cho da mặt dị ứng, lại da mà gọi là người ta nói là da mặt mà nó rất là dễ bị kích ứng đó các bạn. Cái loại da mặt mà giống như da em bé đó, nó cái loại này nó không phải da dầu hỗn hợp thiên khôi gì đó, mà lại là da mà lại da mặt này rất là mỏng, rất là dễ bị dị ứng. Rất rất nên Cetaphil này nó thì có nơi người ta nói là của Đức, thì có chỗ thì lại nói là của New Zealand. À, thì mình thấy mọi người đều nói là của Ý. Rốt cuộc không biết là này nó của hãng nào, nhưng mình nghĩ đó là của hãng Đức các bạn. Tại vì loại da mặt này nè, đó, mình để nó khá là bụi tại vì nó cũng gần hết rồi. Thì mình cũng rửa thử thôi. Tại vì nó là dạng da mà dành cho da mà ấy à, nó da này là da rất là dễ bị kích ứng, những bạn mà có làn da này rất là khổ. Thì xài vậy nó là xài những loại mỹ phẩm mà cực kỳ rất là tuyển chọn luôn á, chứ nếu mà xài những mỹ phẩm bình thường là dễ bị hư da, tại vì da này là da nhạy cảm. Đúng rồi, nó là làn da nhạy cảm các bạn. Bạn nào có làn da nhạy cảm này cực kỳ dễ kích ứng với sản phẩm luôn, với mỹ phẩm, cho nên phải lựa những loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc là sử dụng cho em bé. Tại vì da của em bé các bạn cũng biết là nó rất là non nớt, nó rất là mềm mại, và đến tận khi mình lớn lên rồi mình vẫn rất là muốn có làn da em bé là vậy đó. Nó rất là mịn màng mềm mại nhưng nó dễ bị kích ứng vô cùng, nó rất là nhạy cảm, cho nên những sản phẩm dành cho trẻ em thì rất là an toàn. Tại vì làn da trẻ em nó đang phát triển, nó rất là khó mà sử dụng những cái sản phẩm của người lớn được, nên bạn nào có làn da nhạy cảm thì có thể mua Cetaphil này. Thì mình có rửa rồi, nó không có tác dụng gì cả, nhưng mà ngoại trừ làm sạch thôi chứ không có tác dụng gì hết. Sau khi rửa xong thì thấy gương mặt cũng rất là bình thường, không có phê, không có mịn, không có bóng. À, tại vì loại này nó đâu có những cái hóa chất gì đâu, nó dành cho da em bé mà các bạn, cho nên chỉ là nếu bạn nào da nhạy cảm mà muốn sạch sẽ thì có thể tìm dùng Cetaphil, khá là mắc. Một chai bé xíu này là 69 ngàn các bạn, cho nên mình thấy là làn da này là dạng da tốn tiền nhất trong tất cả các loại da luôn, là da nhạy cảm. Thì đó các bạn thấy không, nó trong veo nè, nó giống như mà lớp hồ dán giấy á, nó trong veo nè, nó không có gì hết. Thì các bạn xoa lên nó mát mát nữa, nó cảm thấy rất là mát nha các bạn. Nó khác những cái loại keo kia, loại dưỡng dưỡng da kia, nó giống như lớp keo khi mà các bạn chét lên da mặt á thì các bạn không có cảm thấy mát, nhưng cái này là rất là mát luôn. À, rất là mát luôn nha. Và cái này thì thích hợp cho làn da nhạy cảm thôi, mà mình mua về mình sử dụng cho biết đó mà. Nên bạn nào da nhạy cảm thì cứ mua loại này, khá là mắc đó nha. Và sau khi mình phải nói lẹ bởi vì mình sợ cái clip nó dài quá đó các bạn, cho nên khi mình nói ra giống như là bắn bắp rang vậy đó. Mong các bạn thông cảm nha, là Hoàng vui vẻ bỏ qua cho mình nha. Tại vì nói chung là bây giờ tới cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm mình cực kỳ ưng ý, và sau khi hết thì mình sẽ tiếp tục mua. Còn 5 sản phẩm này mình sẽ không mua lại, tại vì Cetaphil khá là mắc. Cái chai bé xíu như thế này xài cho một thời gian, nói chung là chỉ 1 tháng thôi, khoảng 2-3 tuần thôi là nó hết rồi, mà mình phải nói 69 ngàn lần. Như vậy nó không nó kho nó là dạng da nhạy cảm, cho nên mình cũng không phải là da nhạy cảm. À, khi review thì tay mình cực kỳ sạch, tại vì mình đã phải rửa 3 tới 4 lần rồi. À, còn cái cuối cùng là cái của Muji. Các bạn nào tới những cái nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ có thể mua được Muji chính hãng. Tại vì Muji giờ họ mở một cái chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh này rất là hoành tráng, ở đường Đồng Khởi thì phải. Mình cũng không rành lắm, thì các bạn nào tới thì mua. Thì nếu các bạn muốn á, thì cái chai này á, thì mua có giá là 179 ngàn. Cái chai này tại vì nó làm sao, tại vì cái chai này nó là 200 gram lận các bạn, nó là 200 gram lận. Ở bên nước ngoài là nó là 650 yên đó các bạn, còn ở đây là nó là lại chai 200 gram lận đó, nên là 200 gram nè các bạn. Và nó là 179 ngàn nha, ở Muji bán á thì mình được cho. À, thì
loại này nó cực kỳ thân thiện với thiên nhiên, môi trường, tại vì hãng người ta cũng sản xuất là tiêu chí của người ta chính là làm ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, thì hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, thì đó là hãng sản xuất thì người ta giới thiệu vậy thôi. Thì cái chất kem của nó khá là đặc, nó đặc giống như sữa chua vậy các bạn đó. Mỗi lần mình xài chỉ cần chút này thôi, cho nên một cái lọ 200 gram này các bạn xài rất lâu luôn, có thể là từ khi mình mua là trước Tết, tới tận bây giờ được tặng là trước Tết rồi, tới tận bây giờ là mình nó đã qua rất là lâu rồi các bạn, mà mình xài cũng chưa hết nửa chai nữa, các bạn thấy không, nó chỉ mỗi lần xài chỉ lấy một chút xíu này thôi. Nếu mà nó so với giá tiền thì nó là mắc nhất trong ở đây, 179.000 được, nhưng mà nếu mà so với thời gian sử dụng thì nó lâu nhất hơn tất cả các sản phẩm ở đây. Tại vì các sản phẩm ở đây, nhất là dòng Sukin nè, nó rất là lỏng, khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ phải đổ ra tay, mà không cẩn thận thì nó chảy rất là nhiều, có thể nó chảy một núi luôn á. Còn cái này thì nó rất là đặc, khi các bạn lấy ra thì các bạn chỉ cần một chút xíu 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 vậy thôi nè, chỉ chút xíu thôi các bạn hãy đánh bọt lên, các bạn rửa mặt là xong rồi. Cho nên một tiếp này thấy nó mắc như vậy chứ xài rất là lâu, nó sẽ xài được 4 5 tháng rồi các bạn. Mỗi lần một lần như vậy các bạn xài, thì khi mà xài thì các bạn thứ nhất là cảm thấy được cái da mặt mình rất là mịn, mình không phải là u ái hay là ghét cái sản phẩm nào hay là BA sản phẩm nào, mà mình đang chia sẻ cái làn da của mình khi sử dụng sản phẩm đó. Đó là nên rõ ràng ở chỗ đó các bạn ha. Đó, cái kem này rất là đặc, nhưng mà các bạn có thể tạo ra được một đống bọt luôn á. Cái kem này nó tạo bọt, nó sẽ, tại sao mình phải tạo bọt khi rửa mặt các bạn, tại vì cái bọt nó sẽ giúp cho cái da ít bị tổn hại. Bởi vì thật ra những cái sữa rửa mặt này nói cho cùng thì nó cũng là hóa chất các bạn, chứ nó từ đâu mà ra giờ, nó là chủng hỗn hợp thành phần của các hóa chất trong hóa học đó chứ, nó tự làm ra và người ta cho thêm những cái tinh chất này tinh chất nọ, thì những tinh chất đó có nguồn gốc thiên nhiên, nhưng nó không phải là một chai tinh chất, mà nó phải thêm cái chất này chất nọ vô nữa nó mới thành một cái tiếp như thế này. Cho nên nếu bảo nó là 100% từ thiên nhiên thì không đúng đâu các bạn. Nhưng nếu mà từ thiên nhiên thì các bạn phải mua bưởi nè, rồi mua chanh nè, rồi bà ép ép ra nước, rồi bạn lấy cái nước đó bà rửa mặt đó. Nhưng nếu làm như vậy thì nó cũng không tốt cho làn da, tại vì cái gì quá nhiều cũng không tốt, cho nên khi ở đây họ đã gia giảm thành phần sao cho phù hợp với da mặt của người người sử dụng, của khách hàng. Cho nên ở đây có một chút xíu các bạn phải đánh lên bọt, bọt nó sẽ giúp cho cái sự sạch sâu, mà lại còn ít bị, nói chung là ít bị ít bị tổn thương da mặt của mình, và nó sẽ lấy ra được một cái lượng rất là nhiều cái tạp chất dơ mà mỗi một ngày chúng ta đi ra đường, chúng ta do trang điểm nè, do cho thời tiết nè, khói bụi ngoài đường, rồi tia UVA, UVB nè, khiến cho da mặt mình nó hư tổn đó. Thì cái loại này nó sẽ giúp cho các bạn rất rất là sạch, khi mình rửa mình cảm giác rất là sạch, và thứ hai nó trị mụn mà. Nó không hề nói là trị mụn nha, nhưng khi mình rửa mặt á, thì mình cảm giác nó mụn của mình sau 2 tuần nó đã giảm rất là nhiều. Thì các bạn, mình nghĩ là các bạn nào mà mụn nhiều á thì phải kiên trì ít nhất cũng phải rửa cả năm á, tại vì mình bị mụn nặng thì mình phải rửa nhiều, còn mình là bị một lần á là khoảng 4 5 hạt thôi, cho nên mình rửa khoảng 2 tuần là mình thấy nó giảm rất là nhiều, nó chỉ còn có 2 hạt thôi, còn 3 hạt thì nó lặn mất rồi. Thì mình cảm thấy là loại này rất là tốt, mà lại còn tiết kiệm nữa, 179.000, thật sự các bạn rất là tiết kiệm, các bạn xài được gần tới 5 6 tháng luôn, tới tận bây giờ các bạn thấy không, mình mua trước Tết là trước Tết Tây đó nha các bạn, nhưng không phải trước Tết ta nha, mà tới tận bây giờ đã là nửa năm rồi mà mình xài còn chưa hết được nửa tiếp nè, tại vì mỗi lần xài có chút xíu thế này thôi, đâu cần nhiều đó. Cho nên các bạn thấy không, cái giá thành nó cao, cái hãng nó mắc, nhưng mà được cái là mình xài được đồ hãng tốt, mà lại còn được xài được lâu nữa, và rất là tốt cho da mặt nữa, tại vì khi rửa xong thì mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là sạch sẽ. Thì riêng da mặt mình thì mình cảm thấy nó vừa đỡ mụn mà vừa tốt nữa, cho nên mình sẽ mua lại khi hết cái tiếp này. Còn những sản phẩm trước mặt đây thì mình sẽ không mua lại đó, giống như là Sukin thì mình sẽ không mua lại đâu, tại vì nó, cái mùi của nó và cái chất kem nó quá lỏng, rất là tốn kém. Tuy nó bán 2 chai này 60, nhưng mà rất là tốn kém các bạn, tại vì khi đổ ra tay nó hay chảy ra nhiều lắm. Còn thứ hai, Cetaphil này mình không có khả năng, mình không có nhu cầu để sử dụng, tại vì nó là thuộc da nhạy cảm cho mình chỉ xài cho biết thôi. Còn Walkley thì mình sẽ không mua lại, tại vì nó ngoài cái việc mà nó ngăn ngừa dầu nhờn thì nó cũng không có trị mụn lắm, cho nên nếu mà muốn xài mà trị mụn thì mình sẽ mua cái màu màu xanh lá cây. Còn cái chai mà Cuchu Sky thì quá tệ luôn, nói thiệt các mình
Nói nếu mà có mình biết trang web này á, mà nó có gọi là phản ánh khách hàng á, thì mình sẽ phản ánh liền. Tại vì sao làm cái nắp chai quá tệ luôn á, làm sao mà có khách hàng, giống như là đánh đố khách hàng vậy, không có xài được các bạn. Tới tận giờ mình không xài được luôn, tại rất là bực bội. Bấm xuống thì nó thụt luôn, kéo lên thì nó đứt ra luôn. Rất là bất lợi, rất là bất tiện, rất là phiền. Đã rửa mặt cho nó thoải mái rồi, để cho nó xả stress, nó thư giãn rồi, còn thêm stress bực bội nữa là cái chu sky rồi. Đó rồi, cái clip của mình thì xin dừng ở đây nha. Xin chào các bạn. Thì mình sẽ rửa tiếp những loại khác để mà giới thiệu các bạn nhiều. Thì hiện tại thì mình đã rửa được gần hơn 20 hãng. Nói chung là 20 sản phẩm rửa mặt khác nhau rồi. Các bạn cứ xem clip của mình sẽ thấy. Rồi xin chào các bạn nha.